Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành lần thứ 2 trong tháng. Động thái được kỳ vọng sẽ trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo tin nhắn ngân hàng. Thưa quý vị, thời gian vừa qua thì hàng loạt ngân hàng đã gửi đi các cảnh báo về việc xuất hiện trở lại tình trạng tin nhắn điện thoại giả mạo thương hiệu ngân hàng. Đi kèm với đó là những đường link giả nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Và chúng ta sẽ cần phải làm gì để đề phòng và lưu ý như thế nào trong những tình huống tương tự? Câu chuyện sẽ được chia sẻ trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi Dòng chảy tài chính, phát sóng lúc 21 giờ 30 phút tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV1. Và bây giờ như thường lệ, chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức tài chính kinh tế đáng chú ý trong tuần. Thưa quý vị, chúng ta vừa bước qua quý 1 với mức tăng trưởng GDP là 3,32%. Không phải là một mức tăng trưởng cao, nhưng theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì kết quả này ở mức khá so với bình quân chung trên thế giới và ở khu vực. Và đây đồng thời cũng là thời điểm mà các tổ chức quốc tế đưa ra những cái báo cáo và những nhận định về kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, phải không anh Phương Nam? Vâng, đúng là như vậy, và chúng ta sẽ cùng đến với dự báo của ADB. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB thì dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nâng lên là 6,5% cho năm nay và 6,8% cho năm 2024. Cuối tháng 3 thì Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD nhận định là kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức 6,4% trong năm nay, tức là cao nhất trong các nền kinh tế mới nổi ở khu vực châu Á, và sẽ tiếp tục tăng lên 6,6% trong năm 2024. Như anh Phương Nam ạ, với cái nền tăng trưởng của chúng ta trong quý 1, cái mục tiêu 6,5% tăng trưởng trong năm nay cũng không phải là dễ dàng để thực hiện. Vậy thì cơ sở nào để các tổ chức quốc tế họ đưa ra những con số dự báo như trên? Vâng, nói về cơ sở thì từ khóa đầu tiên có lẽ chúng ta phải nhắc đến tiêu dùng. Vâng, tiêu dùng trong nước thì tiếp tục có cái sự phục hồi mạnh mẽ và là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng cho nền kinh tế. Cụ thể thì trong quý 1 vừa qua, tổng doanh thu bán lẻ mà hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đã tăng khoảng 13,9% so với cùng kỳ. Và cùng với đó thì một số chuyển hướng linh hoạt như là chính sách tiền tệ đang hỗ trợ cho tăng trưởng rất là tốt, là cơ sở để các tổ chức quốc tế nhận định lạc quan về nền kinh tế của Việt Nam trong năm nay. Và bên cạnh chính sách tiền tệ đang được điều hành một cách rất là linh hoạt thì những cái giải pháp hỗ trợ về mặt thuế phí cho doanh nghiệp cũng là một trong những cái động lực để giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, đúng không ạ? Vâng, chị Đài Banh, Bộ Tài chính vừa mới đây thì đã trình chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Với thuế giá trị gia tăng thì Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 cho đến tháng 5 và quý 1 năm nay. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì Bộ đề nghị là gia hạn thời hạn nộp thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023. Thời hạn gia hạn là 3 tháng. Ngoài ra thì dự thảo nghị định cũng đề cập đến việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh và gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất. Theo đó thì tổng số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất được gia hạn trong năm 2023 sẽ là hơn 112.372 tỷ đồng. Vâng, xin cảm ơn BTV Phương Nam với những thông tin vừa rồi. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với câu chuyện tiêu điểm của tuần này. Lần thứ hai trong chưa đầy một tháng, Ngân hàng Nhà nước chính thức giảm các mức lãi suất điều hành từ 0,3 đến 0,5% một năm. Giảm lãi suất huy động, cơ hội để giảm mặt bằng lãi suất cho vay hỗ trợ nền kinh tế. Thưa quý vị, giảm lãi suất, đây là cụm từ nóng nhất trong tuần vừa qua, khi mà Ngân hàng Nhà nước đã chính thức giảm thêm các mức lãi suất điều hành lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Vậy thì động thái này sẽ có tác động như thế nào đến thị trường và làm sao để có thể tạo sức bật hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi? Những vấn đề này sẽ cùng được phân tích trong ít phút tới đây cùng với khách mời của Dòng chảy tài chính. Ông Phạm Thế Anh, trưởng khoa Kinh tế học Đại học Kinh tế Quốc dân, người từng có nhiều nghiên cứu về chính sách tài chính tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Phạm Thế Anh đã dành thời gian cùng với Dòng chảy tài chính ngày hôm nay. Và trước khi vào phần bình luận sâu hơn thì xin mời quý vị khán giả cùng với cả khách mời của chúng ta sẽ cùng biên tập viên Phương Nam điểm lại các quyết định hạ lãi suất của Ngân hàng Nhà nước. Và lần hạ thứ hai này thì có điểm gì khác biệt so với lần hạ đầu tiên? Xin mời biên tập viên Phương Nam. Vâng, chị Điệp Anh, rõ ràng là lần hạ lãi suất thứ hai này có những cái điểm rất đặc biệt, đó chính là Ngân hàng Nhà nước đã hạ cả lãi suất tái cấp vốn và trần lãi suất huy động, những mức lãi suất điều hành mà đợt 1 cơ quan này chưa điều chỉnh. Cụ thể thì lãi suất tái cấp vốn và trần lãi suất huy động tiền gửi từ 1 tháng cho đến dưới 6 tháng
cùng giảm 0,5% xuống còn 5,5% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ mức 1% một năm xuống còn 0,5% một năm. Lãi suất cho các khoản vay ngắn hạn tối đa với các lĩnh vực ưu tiên cũng giảm 0,5% xuống 4,5% một năm. Và sau khi mà các quyết định chính thức có hiệu lực thì tất cả các ngân hàng thương mại đã đồng loạt điều chỉnh biểu lãi suất của mình. Thậm chí là không ít ngân hàng còn để lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng thấp hơn mức trần quy định, thấp nhất chỉ khoảng 4,7% một năm. Tất cả các khoản tiền gửi dưới 6 tháng đã được ngân hàng này điều chỉnh giảm xuống dưới mức trần 5,5% theo quy định. Từ đầu năm đến nay, họ cũng đã vài lần thay đổi biểu lãi suất cả ngắn hạn và dài hạn. So với dịp Tết thì lãi suất huy động tiền gửi ở các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng thì có giảm hơn 1%. Và người dân thì cũng ưu tiên, cũng lựa chọn gửi các kỳ hạn dài là từ 6 đến 12 tháng để được hưởng những cái mức lãi suất tốt hơn. Khi mà khách hàng lựa chọn gửi tiền ở những cái kỳ hạn dài thì cũng đảm bảo cái nguồn vốn ổn định hơn cho ngân hàng. Trước đó, chỉ trong quý 1, các ngân hàng đã giảm lãi suất huy động từ 0,5 đến 1,5% một năm. Với lần điều chỉnh này, mặt bằng lãi suất được kỳ vọng sẽ còn giảm thêm, đặc biệt khi Ngân hàng Nhà nước giảm hai mức lãi suất quan trọng là lãi suất tái cấp vốn cho các ngân hàng và trần lãi suất huy động sẽ giúp các ngân hàng tiết giảm chi phí. Như này thể hiện rằng là thị trường thanh khoản rất là tốt và cái mặt bằng lãi suất hoàn toàn có đủ cái điều kiện để cho các ngân hàng thương mại có cái nguồn vốn ở mức giá thấp. Từ đó là hỗ trợ ngược lại đối với cả các cái doanh nghiệp mà hoặc là cả người dân có cái nhu cầu tiếp cận nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều ngân hàng cũng cho biết đã liên tục điều chỉnh biểu lãi suất trong khoảng một tháng gần đây nhờ thanh khoản cải thiện, dòng tiền gửi quay trở lại hệ thống sau Tết Nguyên đán. Vì thế, với hai đợt giảm lãi suất điều hành này, các ngân hàng có một chỉ báo rõ ràng hơn về xu hướng lãi suất để có thể đưa ra các quyết sách kinh doanh trong thời gian tới. Vâng, thì khách mời cũng vừa thấy là các ngân hàng cũng đã đồng loạt có những cái động thái hạ lãi suất. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về động thái lần này của Ngân hàng Nhà nước? Và tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, trong vòng chưa đầy một tháng, Ngân hàng Nhà nước lại liên tiếp đưa ra những cái đợt hạ lãi suất như vậy? Cái đợt cắt giảm lãi suất lần 2 này nó là sự bổ sung cho cái cắt giảm lãi suất lần 1. Thì bên cạnh cái việc là Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cắt giảm cái trần lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực ưu tiên, thì Ngân hàng Nhà nước lần này còn cắt giảm cái lãi suất tái cấp vốn, đặc biệt là cái lãi suất trần lãi suất huy động đối với các cái khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn cũng như là không kỳ hạn. Thì cái này nó giúp cho cái việc huy động vốn, cái chi phối vốn của các ngân hàng thương mại nó giảm nhanh hơn. Do vậy thì chúng ta thấy rằng kết hợp với cái cắt giảm lần trước thì hai đợt cắt giảm lãi suất vừa rồi thì nó mang tính toàn diện hơn, nó mang tính rộng hơn. Và nó là cái điều kiện để cho các ngân hàng thương mại có thể cắt giảm lãi suất đầu ra trong thời gian tới. Vậy thì tại sao lại là hai lần trong khoảng thời gian ngắn là một tháng như vậy? Vâng, thì có nhiều ý kiến cho rằng thì cái động thái cắt giảm vừa rồi của Ngân hàng Nhà nước là tương đối là nhanh và tương đối là đi trước với các ngân hàng trung ương trên thế giới. Tuy nhiên thì căn cứ cả vào cái điều kiện bên trong cũng như điều kiện bên ngoài thì chúng ta thấy rằng cái việc cắt giảm lãi suất vừa rồi nó cũng không có gì là bất ngờ cả. Đối với điều kiện ở trong nước thì chúng ta thấy rằng cái lạm phát của Việt Nam đã đạt đỉnh vào tháng 1 và trong 2 tháng vừa qua thì liên tiếp giảm. Tháng 1 chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ lạm phát của Việt Nam là khoảng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Thì đến tháng 2 thì chỉ còn khoảng 4,3% và đến tháng 3 vừa rồi thì chỉ còn khoảng hơn 3,3% thôi. Và chúng ta thấy rằng nó giảm rất là nhanh. Cộng với cái thông tin về cái tăng trưởng kinh tế của chúng ta trong quý 1 chỉ đạt được khoảng hơn 3,3% và nó suy yếu cả về cái cầu từ bên ngoài đến nhận lẫn cái cầu bên trong. Do vậy cái sức cầu rất là suy yếu nhanh. Do vậy để trợ giúp cho nền kinh tế thì cái việc cắt giảm lãi suất thì nó càng hợp lý hơn. Thế còn đối với điều kiện bên ngoài thì chúng ta biết rằng mặc dù thế giới vẫn còn bất ổn, tuy nhiên thì cái lạm phát cũng như lãi suất ở trên thế giới thì cũng gần như là đang ở cái vùng đỉnh rồi. Và nếu trong trường hợp xấu họ có tăng lãi suất thêm thì cũng rất là nhỏ thôi. Giá nhiều loại nguyên nhiên vật liệu nó đang chững và đi ngang. Do vậy thì cả cái điều kiện bên trong lẫn điều kiện bên ngoài thì đang ủng hộ cho cái việc cắt giảm lãi suất ở trong nước. Như ông cũng vừa đề cập đến cái câu chuyện thị trường nhiên liệu thế giới và gần đây nhất thì tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cùng với các đồng minh của mình là OPEC cộng thì cũng đưa ra một cái quyết định là sẽ cắt giảm sản lượng, và cái điều này thì nó tác động trực tiếp đến thị trường nhiên liệu cũng như là về cái câu chuyện điều hành lãi suất của Fed, và nhiều khả năng là Fed có thể là sẽ duy trì cái đà tăng lãi suất của mình. Một số ý kiến cho rằng là Việt Nam của chúng ta đang đi hơi ngược lại so với cái xu hướng ở trên thế giới và các ngân hàng trung ương lớn khác. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Tôi nghĩ rằng cái thị trường nhiên liệu thế giới thì nó khá là bất ổn, và cái việc mà khối OPEC cắt giảm sản lượng thì một mặt nó làm gia tăng cái sức ép lạm phát về chi phí đẩy trên thế giới. Tuy nhiên mặt khác thì nó lại làm cho kinh tế thế giới nó càng khó khăn hơn. Do vậy thì ở đây các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới họ đã đứng trước một sự lựa chọn rất là khó khăn. Nếu tiếp tục tăng lãi suất thì sẽ đẩy nền kinh tế càng sâu vào khó khăn hơn và có thể dẫn đến suy thoái. Thế còn nếu như không cắt giảm lãi suất thì có thể là cái sức ép lạm phát nó cao hơn, thì ở đây vẫn là cái câu chuyện đánh đổi giữa cái mục tiêu lạm phát hay là thúc đẩy tăng trưởng. Và ở cái sức khỏe của hiện trạng của nền kinh tế thế giới như hiện nay thì tôi nghĩ rằng cái khả năng tăng lãi suất tiếp thì nếu có thì cũng rất là nhỏ và không còn nhiều dư địa để các ngân hàng trung ương thế giới tiếp tục tăng lãi suất nữa. Thế còn ở điều kiện trong nước thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ lạm phát thì đang có xu hướng giảm rồi. Tất nhiên chúng ta vẫn có đang đối mặt với những cái sức ép lạm phát nhất định từ chi phí đẩy. Tuy nhiên thì về cái sức cầu của nền kinh tế thì đang yếu, cộng với cái sự đóng băng của thị trường tài sản trong suốt khoảng hơn nửa năm qua, khiến cho cái sức cầu tiêu dùng cũng yếu, cái nhu cầu đầu tư, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa thì rất là thấp. Do vậy thì tôi nghĩ rằng những cái điều kiện như thế thì nó đang ủng hộ cho cái việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng nhà nước, và cái quy mô hay là cái liều lượng cắt giảm thì chúng ta thấy rằng cũng vừa phải, cũng không quá nhiều. Do vậy thì chúng ta thấy rằng mặc dù là ngân hàng nhà nước đang cắt giảm nhanh lãi suất nhưng mà với cái bước đi cũng khá là thận trọng, cũng rất là thận trọng trong việc đối mặt với sức ép lạm phát. Cái động thái mà liên tục giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước như vậy thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với các doanh nghiệp của chúng ta? Và tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ tác động rất là nhiều, đặc biệt đến cái lĩnh vực bất động sản khi mà đã có một thời gian dài trầm lắng vừa qua, đúng không? Động thái hạ các lãi suất điều hành thì là cái điều kiện đầu tiên, điều kiện tiên quyết để dẫn dắt các cái loại lãi suất khác trong nền kinh tế. Và muốn hạ được lãi suất đầu ra thì đương nhiên là cái lãi suất điều hành phải hạ trước, bởi vì nó quyết định đến cái lãi suất chi phí vốn đầu vào của các ngân hàng thương mại. Và từ đó thì hạ chi phí vốn vay cho doanh nghiệp. Tuy nhiên để cái thay đổi chính sách, cái hạ lãi suất vừa rồi của ngân hàng nhà nước mà truyền tải, phát huy hiệu quả đối với nền kinh tế thì nhất định cần phải có khoảng thời gian nhất định và dựa vào những cái điều kiện khác nữa. Vâng, rõ ràng là việc giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước thì cũng có tác động rất lớn đối với các cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Và thực tế thì theo thống kê của công ty chứng khoán SSI, trong một tuần sau khi mà ngân hàng nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất điều hành hồi giữa tháng 3 thì lãi suất liên ngân hàng đã giảm rất là mạnh về mức thấp nhất trong vòng hơn 8 tháng, chỉ còn 1,2% một năm. Và điều này cho thấy là quyết định chính sách của ngân hàng nhà nước đã ngay lập tức có hiệu quả đối với thị trường liên ngân hàng, nơi các ngân hàng cho vay mượn lẫn nhau. Và điều mà các doanh nghiệp mong chờ nhất lúc này đó chính là việc các ngân hàng sẽ sớm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất cho vay nhanh hơn để họ có thể mạnh dạn vay vốn phục hồi sản xuất kinh doanh. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp đang mong muốn đầu tư thêm hai dàn máy như thế này để đáp ứng các đơn hàng. Ước tính họ cần vay khoảng 20 tỷ đồng nên rất cần sự hỗ trợ từ phía ngân hàng. Một số doanh nghiệp cũng như là khách hàng của chúng tôi đã đang giãn nợ, có thể giãn cái thời gian thanh toán. Nên chính vì thế chúng tôi rất cần vốn. Đợt 1 cũng đã được giảm xuống 0,3% cho các doanh nghiệp. Hy vọng đợt tới này từ cái lãi suất điều hành của nhà nước thì chúng tôi mong muốn là giảm được thêm nữa. Thông tin ngân hàng nhà nước tiếp tục hạ lãi suất điều hành đã mang đến kỳ vọng lớn cho doanh nghiệp đa lĩnh vực. Doanh nghiệp bất động sản của anh Dũng có nhu cầu xoay vòng vốn liên tục. Tuy nhiên, anh quyết định chờ thêm một khoảng thời gian nữa, vì chỉ cần giảm một vài điểm phần trăm cũng giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thêm được cả 100 triệu đồng tiền lãi vay. Trong tình hình khó khăn chung thì cái việc giảm lãi suất là cái yếu tố cũng tác động đến cái sức mạnh của doanh nghiệp rất là nhiều. Nên là rất mong muốn được sự hỗ trợ của ngân hàng cũng như là của chính phủ và nhà nước để giảm các cái lãi suất cho các cái doanh nghiệp, để giảm thiểu chi phí để doanh nghiệp có thể phát triển được tốt hơn. Theo ngân hàng nhà nước, trong tháng 2 vừa qua đã có 22 ngân hàng giảm lãi suất cho vay bình quân với khoảng 0,4% một năm. Mức lãi suất vay thấp được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu vay vốn nhiều hơn trong thời gian tới, bởi hiện tín dụng quý 1 tăng khá thấp, mới khoảng 2%. Chúng ta giảm lãi suất thì nó cũng sẽ kích cầu tín dụng, khiến cho doanh nghiệp và người dân có thể là sẵn sàng đi vay nợ nhiều hơn để đưa vào sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Đồng thời cũng tăng thêm cái nguồn thu tín dụng và nguồn thu dịch vụ đi kèm cho các tổ chức tín dụng.
vốn dĩ là trong bối cảnh khó khăn hiện nay thì đây cũng là một cú hích thì rõ ràng là rất là quan trọng. Theo chuyên gia, việc giảm lãi suất cũng giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để đạt mục tiêu 14% trong năm nay như Ngân hàng Nhà nước đã đề ra. Và có thể thấy như trong phóng sự vừa rồi của chúng tôi thì điều mà các doanh nghiệp mong muốn bây giờ là họ có thể đi vay vốn với một chi phí vốn thấp hơn. Tất nhiên trên thực tế là để có một nó sẽ có một cái độ trễ từ cái việc chúng ta giảm lãi suất huy động cho đến việc giảm lãi suất cho vay. Thì ông đánh giá là đến thời điểm nào thì cái mặt bằng lãi suất cho vay của chúng ta sẽ được kéo giảm xuống? Chính sách tiền tệ thì bao giờ cũng có cái độ trễ ngoài, tức là khi mà lãi suất điều hành giảm thì chúng ta không thể mong đợi rằng cái lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại nó giảm ngay một cách tương xứng, mà nó cần mất thời gian. Bởi vì lý do đơn giản là các ngân hàng thương mại thì họ đang mắc phải các cái hợp đồng huy động vốn với giá cao, do vậy họ cần có thời gian để hạ được cái chi phí huy động vốn của họ xuống, có thể là 1 tới 3 tháng hoặc là thậm chí là lâu hơn, tùy theo cái tốc độ, cái mức độ giảm của cái lãi suất đầu vào. Sau khi Ngân hàng Nhà nước cắt giảm lãi suất thì lãi suất, cái mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm rất là nhanh. Cái này một phần cũng là nhờ cái việc là Ngân hàng Nhà nước trong thời gian vừa qua họ đã mua vào được khoảng 4 tỷ đô la, tương ứng với đó là cái lượng ngoại tệ, lượng nội tệ được cung ứng ra thị trường. Đồng thời thì các lãi suất điều hành cũng giảm, thì do vậy thì cái lãi suất liên ngân hàng giảm rất nhanh. Do vậy ở đây là chúng ta thấy rằng Ngân hàng Nhà nước đang có những cái động thái ủng hộ, hỗ trợ cho cái việc hạ lãi suất chính sách vừa rồi, giúp cho cái chi phí vốn đầu vào của các ngân hàng thương mại giảm. Và chúng ta kỳ vọng rằng trong thời gian tới thì cái lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp thì nó sẽ giảm dần dần và tương xứng với cái lãi suất đầu vào của các ngân hàng thương mại. Dạ vâng, khi mà chia sẻ với VTV Money của chúng tôi thì rất là nhiều chuyên gia họ cũng dự đoán là mặt bằng lãi suất cho vay thì sẽ cần thời gian để có thể ngấm được chính sách. Lãi suất cho vay có thể là giảm được ít nhất là 0.5% nữa, đơn giản là dựa trên cái sự lan tỏa của cái phần lãi suất ngắn hạn qua lãi suất dài hạn. Và đặc biệt nếu các ngân hàng họ chấp nhận trong việc là tiết giảm cái chi phí hoạt động và thậm chí là có thể hy sinh một chút cái phần biên lãi dòng, cái NIM của mình ấy, để mà hỗ trợ các cái khách hàng của mình, thì có thể lãi suất cho vay nó sẽ giảm nhanh hơn một chút nữa. Chúng tôi hy vọng rằng đến cuối tháng 4 thì cái mặt bằng lãi suất có thể giảm được 1.5 đến 2%, và trên cơ sở đó các doanh nghiệp sẽ có cái chi phí sử dụng vốn thấp, có thể tăng trưởng cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Sức ép lạm phát giảm dần, sức ép lên tỷ giá cũng giảm dần. Thế thì dư địa bắt đầu hé mở nhưng mà sức ép thì rất lớn, và trong cái điều kiện đó thì Ngân hàng Nhà nước quyết định hạ lãi suất, theo tôi nghĩ đây là một cái biện pháp rất là hợp lý và nó sẽ hỗ trợ cho cái tăng trưởng rất là mạnh. Và chính vì thế tại sao ADB vẫn giữ nguyên cái dự đoán tăng trưởng 6.5%, nó tương đối là lạc quan. Dạ vâng, trong cái bối cảnh kinh tế vĩ mô của chúng ta cũng tương đối ổn định, vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái dư địa để điều hành chính sách tiền tệ và cũng như điều hành lãi suất trong thời gian tới? Để mà cắt giảm lãi suất tiếp trong thời gian tới hay không thì phụ thuộc cả vào điều kiện bên trong và bên ngoài. Điều kiện bên trong đó là liệu cái xu hướng lạm phát ở trong nước nó có tiếp tục giảm hay không. Nếu chúng ta giữ được cái tỷ lệ lạm phát trong nước quanh quẩn đâu đó khoảng 3-3.5% thì đó là cái điều kiện tốt. Ngoài ra cũng phụ thuộc vào cái xu hướng điều chỉnh chính sách. Nếu như các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới họ dừng điều chỉnh chính sách hoặc là đảo chiều chính sách, mở rộng tiền tệ, đảo chiều hạ lãi suất, thì đó là những cái điều kiện tốt để các ngân hàng, để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hạ lãi suất ở trong nước, để nó phát huy được cái hiệu quả thực sự là giúp cho các doanh nghiệp thoát khỏi khó khăn, các thị trường trong nước kể cả về tiêu dùng, kể cả về đầu tư hồi phục, thì rõ ràng cái mặt bằng lãi suất ở Việt Nam thì cần phải giảm thêm nữa. Dạ vâng. Vậy thì để gỡ khó cho doanh nghiệp bên cạnh cái câu chuyện về giảm lãi suất thì sẽ có những cái giải pháp nào khác tại thời điểm hiện nay? Rõ ràng thì chúng ta đã phân tích cái chính sách tiền tệ thì nó có độ trễ. Nếu chúng ta chỉ dựa thuần túy vào chính sách tiền tệ để kích thích tăng trưởng cũng như là hỗ trợ doanh nghiệp thì là chưa đủ. Do vậy thì chúng ta cần phải kết hợp với nhiều cái chính sách khác, nhiều cái biện pháp khác. Tôi nói ví dụ đó là cái phải cải thiện được cái môi trường kinh doanh, phải cải tạo được cái hành lang pháp lý để các cái doanh nghiệp cũng như là các tổ chức trong nền kinh tế họ thực thi, họ triển khai hoạt động kinh doanh. Chúng ta có thể phải thực hiện thêm các cái biện pháp liên quan đến chính sách tài khóa, và trong các cái điều kiện nền kinh tế đang rơi vào tình trạng khó khăn như hiện nay thì chúng ta nên thực hiện cái chính sách nghịch chu kỳ, tức là khi mà nền kinh tế tăng trưởng cao thì chúng ta có xu hướng thắt chặt chi tiêu, có xu hướng tăng thuế. Tuy nhiên
khi nền kinh tế rơi vào cái tình trạng khó khăn như hiện nay thì chúng ta nên thực hiện chính sách tài khoá mở rộng, tức là chúng ta phải tăng mạnh cái chi tiêu, đẩy mạnh cái giải ngân chi tiêu đầu tư công, cũng như là cắt giảm các cái khoản thuế phí cho doanh nghiệp, đặc biệt là những khoản thuế phí mà liên quan đến cái chi phí đầu vào của nền kinh tế. Dạ vâng ạ. Chúng ta có thể thấy rằng là Việt Nam cũng là một trong những quốc gia mà có chính sách tiền tệ được điều hành một cách rất là linh hoạt và chủ động trong thời gian vừa qua, khi mà đã liên tục có hai lần giảm lãi suất trong một thời gian ngắn, và chúng ta sẽ cùng kỳ vọng là những cái động thái này từ phía Ngân hàng Nhà nước sẽ có sự lan tỏa đến nền kinh tế cũng như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân tiếp cận được dòng vốn với một mức giá hợp lý hơn. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn khách mời đã dành thời gian đến với Dòng chảy Tài chính ngày hôm nay. Vâng, anh Phương Nam ạ, đúng là lãi suất giảm là một điều đáng mừng đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên câu chuyện đầu tiên là họ phải tiếp cận được dòng vốn vay đã. Và đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì đây không phải là một câu chuyện đơn giản, đúng không ạ? Vâng, tuy nhiên thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa tôi nghĩ rằng là cũng có rất nhiều những cái phương án để có thể tiếp cận nguồn vốn vay, không nhất thiết là phải qua kênh ngân hàng. Và không ít địa phương thì cũng đang thực hiện các sáng kiến hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua các nguồn tín dụng đa dạng hơn. Ví dụ như là doanh nghiệp đầu tư 51%, dự án sẽ hỗ trợ 49%. Và thông qua hình thức này tại Trà Vinh thì không ít các doanh nghiệp nhỏ đã được hỗ trợ vốn theo hình thức này để mà có thể cải thiện năng lực sản xuất, đặc biệt là dần cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng của nhóm doanh nghiệp này. Từ một xưởng nhỏ ban đầu, mục tiêu của doanh nghiệp này trong năm nay là có thể tăng sản lượng hàng xuất khẩu lên 15%. Các thị trường như Nhật Bản hay EU được doanh nghiệp đặc biệt chú ý. Bước chuyển lớn nhất chính là khả năng. Và đi vào những thị trường yêu cầu cao về chất lượng. Tăng cái năng suất, đồng thời là tạo được cái sự đồng đều về chất lượng của sản phẩm. Và điều này là góp phần là mình sử dụng nhiệt, sử dụng điện, chứ mình không sử dụng than củi hay như lúc trước mình làm, thì góp phần là bảo vệ môi trường. Cũng khởi nghiệp với sản phẩm từ cây dừa ở địa phương, ông Thỏn lại đi vào phát triển các sản phẩm sơ dừa, thảm dừa. Ngoài tận dụng tốt nguyên liệu sẵn có, doanh nghiệp cũng nâng cao đời sống và cải thiện sinh kế cho người dân. Muốn gia vốn một làm cái gì thì mình phải tính cho thật là kỹ lưỡng, có kế hoạch đàng hoàng mới đề cập đến cái vốn. Việc hỗ trợ doanh nghiệp về vốn được thực hiện theo hình thức hỗ trợ sau đầu tư và không thu hồi, với mức hỗ trợ tối đa là 49% tổng chi phí thực hiện đề xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu là các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, mức vốn được nhận tối đa là khoảng 800 triệu đồng. Đối với các hộ sản xuất kinh doanh, tối đa khoảng 300 triệu đồng. Thì đặc biệt tại một số doanh nghiệp có số sản phẩm tăng mới gấp đôi so với trước khi tham gia chương trình. Cái thứ hai nữa là chương trình đã hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các công nghệ kỹ thuật mới. Thì việc này đã giúp cho một số doanh nghiệp thay vì chỉ gia công nguyên liệu như trước thì giờ chuyển sang là tự mua nguyên liệu để sản xuất, chế biến và bán thành phẩm ra thị trường. Đến nay, dự án SME Trà Vinh đã giải ngân hơn 11,8 tỷ đồng cho khoảng 11 doanh nghiệp, nhưng hiệu quả rõ rệt nhất chính là cải thiện được năng lực sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ. Theo thống kê, thông qua các dự án hỗ trợ năng lực sản xuất như thế này, địa phương đã có hơn 30.000 doanh nghiệp và trên 103.000 người được hưởng lợi từ dự án. Đặc biệt, qua đó có thể giúp Trà Vinh tăng 200% số lượng doanh nghiệp, tăng 130% hộ kinh doanh và giải quyết việc làm mới cho 23.000 lao động tại địa phương. Anh Phương Nam, không biết là trong điện thoại di động của anh thì có bao nhiêu ứng dụng thanh toán số hay là ứng dụng ngân hàng số hay là những cái ví điện tử ạ? Tôi dùng khoảng 4 ứng dụng, cả ngân hàng số và ví điện tử, 2 ứng dụng ngân hàng và 2 ứng dụng ví điện tử. Thực ra tôi thấy là cái quá trình sử dụng cũng tương đối là tiện. Ngoài việc là mình có thể thanh toán khá là đa dạng thì tôi có thể tận dụng được một số những ưu đãi của các ứng dụng này trong các hoàn cảnh khác nhau. Cũng là một cách chi tiêu rất là thông minh đúng không ạ? Vì bản thân tôi thì tôi mới chỉ có dùng duy nhất một ứng dụng ngân hàng số thôi, và chắc là tôi phải học hỏi anh Phương Nam về điều này. Dạ vâng, chắc hẳn rồi. Và đặc biệt là bây giờ tôi thấy các bạn trẻ cũng khá là linh hoạt trong việc sử dụng một số những cái ứng dụng như vậy trong các hoàn cảnh khác nhau để mà có thể tiết kiệm được chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Cụ thể là gì thì xin mời chị Điệp Anh và quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện trong phóng sự sau. Tiện lợi, nhanh gọn, có thể liên kết tương thích với nhiều ứng dụng khác nhau, còn đi kèm nhiều ưu đãi. Sử dụng các ứng dụng thanh toán online đã trở thành thói quen đối với chị Nga và cũng là một xu hướng của giới trẻ. Các ví điện tử thường cung cấp rất nhiều khuyến mãi, các mã giảm giá. Thứ hai nữa là vì tính tiện lợi của nó, tôi có thể nạp tiền và có nhiều phương thức thanh toán khác nhau. Ngoài ra, người dùng còn sử dụng linh hoạt nhiều ứng dụng để có thể tối ưu hóa các ưu đãi nhằm phục vụ nhiều mục đích tiêu dùng khác nhau,
nhằm tiết kiệm chi phí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hiện tại thì mình đang sử dụng 9 app là ví điện tử thanh toán online. Vì mình làm trong môi trường văn phòng nên là rất hay sử dụng đến dịch vụ đặt đồ ăn. Mà mỗi tháng mình có thể đặt lên đến 3 triệu hoặc là hơn 3 triệu đồ ăn, chưa kể là những cái mua sắm cá nhân khác. Riêng về app hoàn tiền thì mình có thể hoàn được từ 3 đến 500. Còn tích điểm mà để đổi ra tiền thì có thể là mình có tiết kiệm được thêm 2 đến 300 nữa. Nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành hành vi tiêu dùng mới của người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, Gen Z, thế hệ lớn lên trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, vào đầu năm nay, tổng số tiền của người dân đang sở hữu trong 45 ví điện tử đang lưu hành lên đến 3.300 tỷ đồng. Sau 2 năm dịch bệnh thì cái xu hướng không dùng tiền mặt của người dân Việt Nam nó có chuyển biến rất là rõ rệt. Như hiện nay và bây giờ tất cả các mọi người cũng thấy là đi qua các cái tuyến phố, đi các cái sạp chợ, shopping, chúng ta luôn luôn có QR code đặt ở tại các cái quầy để mà thanh toán. Hầu hết là bây giờ đối với cái người dân của chúng ta là chủ yếu là thanh toán không dùng tiền mặt là chính. Bên cạnh cái việc mà có thể là sử dụng các cái app khác để có thể là thanh toán luôn và không cần cầm thẻ trên tay. Trong 2 tháng đầu năm nay, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 50% về số lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thanh toán qua kênh điện thoại di động, bao gồm thanh toán qua ứng dụng ngân hàng, ví điện tử tăng hơn 60% về số lượng và gần 14% về giá trị so với cùng kỳ. Vâng, đúng là công nghệ thì đang ngày càng hỗ trợ cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên một mặt khác thì công nghệ cũng đem lại rủi ro đấy ạ. Trong chuyên mục Ngân hàng số ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị cũng như là anh Phương Nam một câu chuyện của một người bạn tôi như thế này ạ. Một ngày thì chị nhận được một cái tin nhắn từ phía các ngân hàng thông báo rằng là tài khoản của chị bị đánh cắp và chị phải đăng nhập vào một đường link, sau đó đăng nhập cung cấp mã OTP và làm theo hướng dẫn. Và ngay sau đó thì tài khoản của chị này bị đánh cắp khoảng hơn 300 triệu đồng. Và thực sự là tôi thấy đây là một ví dụ để chúng ta cũng phải cảnh giác hơn trong cái quá trình sử dụng những cái ứng dụng ngân hàng số. Vâng, đây cũng là phản ánh của khá là nhiều khán giả trong thời gian vừa qua, chị Điều Anh ạ. Và cụ thể, theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, thì trong 3 tháng đầu năm nay, số hành vi lừa đảo trực tuyến có xu hướng tăng cao hơn so với cùng kỳ, với hơn 3.000 trang web lừa đảo được phát hiện. Trong đó thì một trong những thủ đoạn phổ biến đó là giả mạo tin nhắn ngân hàng đã và đang có dấu hiệu bùng phát trở lại. Tin nhắn giả được chèn ngay vào luồng tin nhắn mang tên ngân hàng quen thuộc, yêu cầu người dùng bấm vào một địa chỉ web với tên miền và giao diện giống tới 99% ngân hàng thật. Thủ đoạn đầy tinh vi này khiến nhiều người dân mắc bẫy. Rất may là tôi có làm cái bước cuối cùng là tôi đã gọi điện tổng đài để hỏi về cái dịch vụ này của tôi, tra soát một lần cuối cùng trước khi thực hiện. Thì được các bạn trên tổng đài thông báo đây là cái tin nhắn lừa đảo. Lúc mà nhận được tin nhắn đó thì hai vợ chồng tôi cũng rất là hoang mang, bởi vì là trong tài khoản cũng có khá là nhiều tiền. Điều tôi rất thắc mắc là khi mà cái tin nhắn này gửi đến lại cùng trong một cái hòm thư của bên phía ngân hàng. Đây là cái tin nhắn giả mạo và phía dưới vẫn là rất nhiều tin nhắn của ngân hàng chính thống tôi thực hiện giao dịch. Ngay sau khi được người dùng phản ánh, nhiều ngân hàng đã đồng loạt đưa ra cảnh báo thông qua ứng dụng ngân hàng số. Chúng tôi tích cực phối hợp với công an và cục an toàn thông tin để gỡ bỏ ngay những website lừa đảo như vậy. Chúng tôi cũng có bộ phận quản lý rủi ro an ninh thông tin chủ động thực hiện rà soát trên không gian mạng để phát hiện và chủ động làm việc với đối tác gỡ bỏ những cái website mà giả mạo thương hiệu của MSB. Về mặt công nghệ thì cái SMS brand name mà chống lừa đảo thì tôi nghĩ là đang là khá là khó để ngăn chặn. Chúng ta thấy là cái việc tương tác qua các cái app của chính là các ngân hàng hay là của các nhà cung cấp dịch vụ thì sẽ phù hợp hơn. Bởi vì ở đấy thì các cái ngân hàng người ta chủ động được cái kênh liên lạc giữa họ với khách hàng. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên ưu tiên tương tác qua tổng đài hay ứng dụng số của các ngân hàng, hạn chế tối đa việc bấm vào các đường link lạ và tuyệt đối không nhập mật khẩu, mã OTP ở các liên kết nói trên. Vâng, hy vọng là với những thông tin chúng tôi vừa cung cấp thì quý vị sẽ cảnh giác hơn trong quá trình sử dụng những ứng dụng trên điện thoại thông minh. Và quý vị nếu có bất kỳ phản ánh hay là chia sẻ nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua email dongchaytaichinh@vtv.vn. Hoặc là thông qua số hotline của VTV Money 0862 24 24 24. Còn bây giờ, xin chào và chúc quý vị sẽ có một cuối tuần vui vẻ.